Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Chiêu Hùng, thứ hai ngày 26 tháng 8 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Khi tôi về Việt Nam tôi sinh sống thì tôi thấy có những cảnh lạ về xã hội mà ở bên Mỹ không có. Nên đọc báo Việt Nam thì có những cảnh tôi cũng phải ngẫm nghĩ và ôm bụng cười. Tôi nói thí dụ như tuần vừa rồi, thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2024, báo VN Express có đăng một bài với tựa đề là "Làm gì khi bị hàng xóm cưa tường 10cm để bắn máy tôn?" Nhà của mình mà hàng xóm cưa tỉnh khổ. Mà cảnh này thì ở bên Mỹ chưa bao giờ thấy hết, nên tôi đọc rồi tôi chia sẻ những bình luận nha. Em đi làm xa một tuần mà khi về thấy hàng xóm cắt tường nhà em để lợp tôn chống thấm. Em đây tức là chủ nhà đó, khổ chủ, tên là tên Trung, không? Nhà em có chiều dài 10m, tường 10cm mà người ta nỡ cắt hết gần 10cm. Giờ em phải xử lý như thế nào đây? Em xin được tư vấn và cảm ơn. Thế anh Trung mới gửi tấm hình cái nhà của anh ấy, người ta cưa ra khoảng gần 10cm để bắn mái tôn như thế nào nha. Đây là tấm hình, đây là hình ảnh do khổ chủ anh Trung cung cấp cho báo VN Express. Thấy cảnh hàng xóm không có xin phép lại cưa tường của nhà anh Trung khoảng 10cm để bắn mái tôn như thế này đây. Chỉ có ở Việt Nam. Đó là tấm hình nhà của anh Trung, tường bị cưa khoảng chừng 10cm để hàng xóm bắn mái tôn mà không xin phép nha. Chuyện này tôi cười miết thôi, chỉ có ở Việt Nam chứ ở bên Mỹ làm sao mà có được. Thế thì tôi đọc các bình luận cho quý khán giả nghe. Ngọc: hàng xóm xấu tính, ích kỷ, chỉ tính lợi cho bản thân, xin chia buồn cùng bạn khi sống kề hàng xóm này. Một tên nữa góp ý: Minh Phương: gỡ xuống thôi, kêu thợ tới gỡ, đưa hóa đơn bắt họ phải trả lại. Nếu bạn ngại thì mời tổ dân phố đến làm chứng. Bữa ông hàng xóm muốn che cái khe tường mà làm tấm tôn lê gớm quá, chồng tôi bảo gỡ ra ốp gạch cho đẹp mà ổng cãi vẫn cứ làm. Chồng bảo chiều anh đi làm về mà chưa gỡ là anh gỡ ra và vứt và tính tiền công, thế là lật đật gỡ. Chồng tôi mang gạch của nhà còn dư ra cho và chỉ thợ làm đẹp luôn. Quan trọng là bạn phải cứng rắn. Cái này là góp ý hay à. Một người khác góp ý: Nguyễn Hữu Nghị: nhìn bức tường chịu lực bị cưa như thế thì mất hết tác dụng rồi, phải xử lý, tháo dỡ phần mái, xây lại phần tường rồi mới bảo đảm an toàn cho ngôi nhà ở được. Bức tường đó như vậy là cưa 10cm như thế không có an toàn đâu. Nên góp ý của ông Nguyễn Hữu Nghị tôi nghĩ là chính xác. Happy: báo với cơ quan chức năng thôi. Đoàn Văn Dương: nếu họ qua xin phép trước thì mình nên sẵn sàng hỗ trợ để hai bên cùng chống thấm cho nhau hiệu quả nhất. Còn đây hàng xóm tự tiện làm, không hỏi ý kiến thì mình báo chính quyền trước và phá bỏ thôi. Thưa quý khán giả, đó là những góp ý rất là xây dựng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đây, đó là tường đã bị cưa rồi. Và dầu có tháo mái đó xuống thì bức tường đó bị hỏng chút như vậy rất là nguy hiểm, lâu dài là không có được. Nên xử lý báo chính quyền mà tháo xuống cũng không được, tháo rồi xây như thế nào lại là một vấn đề. Người hàng xóm này là người hàng xóm như thế là ích kỷ, đúng như một nhận định của một người góp ý. Người hàng xóm này tự tiện như vậy thì ở bên Mỹ thì như thế nào? Nếu là xảy ra bên Mỹ thì đây là một hành động phi pháp,
họ gọi là xâm nhập bất hợp pháp mà gây thiệt hại, trespass. Trespass là xâm nhập bất hợp pháp, illegal trespass. Còn gây thiệt hại nữa, người hàng xóm này không những như ở bên Mỹ là phải tháo luôn cả cái máy đó xuống và còn phải sửa chữa bảo đảm được như tình trạng cũ, status quo, còn không là phải làm cái căn nhà mới cho người ta nữa kìa. Vì lỡ có ai đó khi mà nhà nó ở trên nó bị nghiêng xuống, nó sụp một cái không an toàn thì tính mạng xảy ra thì hàng xóm đó phải chịu trách nhiệm. Nên câu hỏi của anh Trung gửi cho báo VN Express tôi thấy rất là lý thú, và tôi nghĩ anh đã làm một điều rất là chính xác. Anh hỏi ý kiến nhiều người như một hình thức báo cho hàng xóm biết tôi có hỏi ý người ta, tôi hỏi ý đàng hoàng, chứ không phải là tôi là người bất lịch sự làm những cái chuyện gì đó mà không cho anh biết. Rồi lấy những ý kiến này đưa cho hàng xóm xem. Đó, thấy chưa, cái mái tôn của anh như vậy mà anh bắn vào nhà người ta có an toàn được đâu. Nó tốt cho anh thôi nhưng mà nó không an toàn cho căn nhà của tôi. Anh mà hỏi ý tôi trước thì tôi có thể trợ giúp cho anh về vấn đề lợp mái tôn như thế nào nó tốt cho cả hai là đúng đó. Nhưng anh đã làm như vậy, nó gây sự thiệt hại. Thì không những là phải lấy cái mái tôn này ra, mà còn có thể là anh phải trả tiền đủ thứ hết để mà trả lại status quo, tức là cái tình trạng cũ. Chứ không phải rằng là đã lỡ lột mái tôn rồi để như vậy luôn được đâu. Vì căn nhà đó mà ở với cái mái tôn mà khe hở nứt như thế này đây là nguy hiểm vô cùng. Còn có một bài thứ hai mà tôi cũng ngồi tôi đọc và tôi cười miết thôi. Đó là ở Việt Nam có cái cảnh mà chặn xe lại rồi đánh người ta, hoặc là ở Việt Nam có cái cảnh tới đèn đỏ xong rồi gì đó, rồi người tài xế xe hơi quay xe xuống cãi nhau với người lái xe gắn máy. Tôi về Việt Nam tôi mới chứng kiến cảnh này, cãi nhau nhiều lắm. Và khi Kim Ngân lái xe thì tôi thấy có rất nhiều người lái xe gắn máy không chú ý gì hết, cứ tưởng đường ta cứ đi thôi, chạy thẳng đơ như vậy là qua mặt xe hơi, xong rồi có người là cúp ngay mặt xe hơi như vậy đó. Nên cũng có những người như chúng ta thấy kỳ vừa qua không biết như thế nào đậu ở đèn xanh đèn đỏ xong rồi cãi nhau. Thế là cái người mà lái xe gắn máy, chị đó đứng ở trước đầu xe, anh này điên lên được, anh đạp ra anh chạy cả cây số. Cô này là phải bám cái gạt cần nước lạy như tế sao, lạy như tế sao tha. Nhưng mà hành động đó của người tài xế là hành động hình sự, không có được, nguy hại cho tính mạng, nên anh ấy cũng bị công an sờ gáy và bắt rồi. Còn có một câu chuyện khác nữa tôi đọc tôi thấy tôi cười nha, và tôi chia sẻ câu chuyện này với quý khán giả luôn, vì đây là những cái chuyện xã hội của bên Việt Nam, về đây mới chứng kiến thấy nó vui quá. Nó vui đây, cái ý nghĩa là vui là tếu đó, chứ không phải là vui là những cái chuyện này là vui đối với tôi. Nó tếu nó sao đó không. Cũng là vào ngày 17 tháng 8, báo VN Express viết như sau: giám đốc địa ốc ép tài xế quỳ xin lỗi bị khởi tố. Bình Dương. Trần Tấn Phong, giám đốc công ty địa ốc bị khởi tố bắt tạm giam do truy đuổi tài xế sau mâu thuẫn giao thông hơn 2 km rồi bắt quỳ lạy xin lỗi. Ngày 17 tháng 8, Phong 46 tuổi bị công an thành phố Thủ Dầu Một bắt tạm giam 4 tháng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ dấu hiệu phạm tội cố ý làm hư hỏng tài sản và làm nhục người khác của ông Phong. Thế báo VN Express mới đưa một cái tấm hình. Ông Phong, ông đuổi tài xế đó rồi ông bắt tài xế đó quỳ xuống như thế nào nha. Đây là tấm hình. Đây là hình ảnh camera an ninh cho thấy
anh Trần Tấn Phong đã rượt xe của người tài xế rồi bắt quỳ xuống xin lỗi như thế này đây. Đó là tấm hình do camera an ninh quay và họ lấy từ tấm hình đó. Tôi xin đọc tiếp. Theo điều tra, trưa ngày 11 tháng 8, anh Sang lái ô tô 5 chỗ màu xanh chở vợ và con 8 tháng tuổi đi chích ngừa về nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Thủ Dầu Một. Đến đoạn giao với đường Lê Chí Dân, xe anh Sang suýt va chạm với ô tô do anh Phong, giám đốc công ty địa ốc có trụ sở ở thành phố Thủ Dầu Một, cầm lái. Hai bên lời qua tiếng lại, anh Sang tiếp tục lái xe đi. Phong tăng ga đuổi theo chừng 2,2 km thì vượt lên, ép xe anh Sang dừng lại. Ông này kêu tài xế ra nói chuyện không được, liền nhặt khúc xương bò dài khoảng 30 cm trên vỉa hè đập vỡ cửa kính ô tô. Thấy Phong quá hung hăng, có khả năng gây nguy hiểm cho vợ con trong xe, anh Sang xuống xe. Phong liên tục chửi bới, nắm tóc, cầm khúc xương bò dọa đánh, bắt anh Sang quỳ xuống xin lỗi mới bỏ qua. Anh Sang phải thực hiện theo, người dân xung quanh sau đó can ngăn. Đó, thưa quý khán giả, là anh Phong như thế, nhưng mà đó, anh Phong có yêu cầu người tài xế quay xe xuống để nói chuyện mà không chịu quay xe xuống, làm cho có nhiều người họ nổi cơn nóng. Đây là một bài học. Khi mà có những cái chuyện như vậy đó, thì người ta yêu cầu mình quay cửa xe xuống thì mình cứ việc quay cửa xe xuống và nói chuyện đàng hoàng. Kẻo không người ta nóng tính lên thì lại mất công thêm nữa. Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, Phong thừa nhận hành vi, xin lỗi và bồi thường đầy đủ thiệt hại mà mình gây ra. Nói về nguyên nhân hành xử của mình, Phong cho biết do nóng giận việc anh Sang cản trở xe mình, đồng thời không chịu dừng lại nói chuyện. Tôi cho rằng anh Phong này là một người nóng tính, hành vi mà của anh ấy bắt người ta quỳ, bắt anh Sang quỳ là không có đúng. Tôi xác nhận là không có đúng. Đó là hành vi gọi là chà đạp nhân quyền nữa. Không có đúng. Nhưng mà hiểu được cái tâm trạng bức xúc của anh ta khi các cái xe Việt Nam chạy cắt quả cắt lại, nóng lên. Tôi có đi xe với bà xã Kim Ngân của tôi thấy rất nhiều tình cảnh như vậy. Ngồi cạnh bên thôi tôi cũng đã nóng rồi. Rồi có những người còn giơ tay chửi thề đủ thứ hết. Thế là cỡ như anh Phong đây xuống xe yêu cầu anh Sang quay xe xuống, quay cửa xe xuống để nói chuyện mà không làm thì nhiều khi người ta nóng lên, người ta không tự chủ được. Không tự chủ được nên anh Phong mới có hành vi như thế. Thì tôi cũng không đồng ý với hành vi đó. Nhưng về việc mà ở tại cơ quan an ninh điều tra, anh này rất là giỏi. Làm thì nhận tội. Tôi làm đó, tôi xin lỗi, tôi đền bù đó. Tôi đền bù đàng hoàng hết. Giỏi, này mới là hay. Dám làm, dám chịu. Rõ ràng là một tính khí anh hùng. Con người nóng tính nhưng là con người anh hùng. Và nó cũng nói rõ là tôi bị như vậy đó. Để cho anh Sang hiểu. Lần sau đừng có làm như thế nữa. Nếu mà mình lơ là gì đó, mình lái xe, mình lạng qua, mình lạng lại, mình cắt qua mặt người ta. Rồi người ta nóng tính, người ta đuổi theo mình, người ta nhờ yêu cầu mình quay xe, quay cửa xe xuống, mình nói chuyện. Thì mình cứ việc quay cửa xe xuống, mình nói chuyện. Đừng có mà làm như thế, người ta nổi nóng lên. Ở bên Mỹ nếu có những người nổi nóng kiểu này, chúng ta đã nghe rất rõ rồi, cảnh sát nó còn xách súng ra nó bắn cái đùng nữa kìa. Nóng tính trên đường phố đó là một sự thật ở bên Việt Nam. Hôm nay đọc hai câu chuyện này và thêm câu chuyện kia là câu chuyện thứ ba, cái cô gái mà cắt xe người ta xong rồi còn cãi nhau rồi còn đứng trước cửa xe, đứng trước xe người ta để chặn, gớm thiệt cái thôi. Mình là xe gắn máy mà đứng trước xe người ta mình chận là mình đã lỗi rồi. Nên là tài xế mà nóng mặt lên, người ta ủi cho một cái để cho hất lên trên cái pano của xe, ta chạy là một dạy một bài học. Nhưng điều đó không có được. Điều đó là hình sự. Tôi cũng xin chia sẻ như vậy. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.